Là bạn ấy sợ rồi. Vâng, chào mừng các bạn, chúng ta đã đến với cả game đấu tiếp theo. Trên mình chúng ta là Samsung Khan Roro. Vâng, Roro cũng là một game thủ khá đập trai của team Samsung Khan. Còn đây là Batting của chúng ta, đến từ team SK T-Com T1. Bê Diệu Linh 92, không biết bạn này có phải là bạn Pro A Jun không nhỉ? Của team Pro A thì phải. Hay gọi tắt là Pro A. Ai mình nhớ măng máng à? À không phải. Bè kia không biết là chốt hay là 92 gì đó. Có thể đây chỉ là tên của bạn gái bạn thôi. Ta đừng có vui mừng quá. Đừng quá vui mừng. Tèo cứ làm bạn ấy sợ. Đá đảo thím tèo. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn phải mách gấu thím tèo đi. Bảo là bạn Mạnh Cường phải vào PM mách gấu thím tèo đi. Bảo là thím tèo thấy gái thế là ban mình. Vua Terran, thực ra vua của Terran, vua rồng thì chắc chắn là dây đông rồi, nhưng mà còn vua Terran thì có thể một trong hai. Một trong hai, mình nghĩ là bạn ấy muốn ý bạn muốn hỏi là boxer. Hỏi boxer. Có thể là flat. Là boxer hơn. Boxer mới là tuyển thủ Terran được nổi tiếng đến tận bây giờ. Đây thì chúng ta thấy rằng đây là mỏ của Votoss ạ. Zerg đã phát hiện ra đối phương. Vâng, đặt gate ở phía bên trong bên bay rồi. Vậy anh ấy cũng đặt cả Semantic Core ở phía bên trong bên bay nữa. Zerg thì hiện nay đang đặt mỏ 2 và chuẩn bị đặt mỏ 3 luôn. Tôi thấy bắt đầu thấy đưa một con drone ra vị trí mỏ 3 rồi. Doesn't matter if you like were in a plane for 14 hours and landed back in Korea, like if you left Korea and just like landed back. Tôi nghĩ là bạn Mạnh Cường bạn có đầy đủ bằng chứng và chứng cớ để. Now you're in a different time zone after you just kết tội thím tèo rồi. Bạn phải đưa thím tèo ra vành móng ngựa đi. Ra vành móng ngựa của tòa án gấu tèo. You also need to practice because it's a really important match. You're up against the team that's in first place with a very high indicator. That's stressful. It's your map, it's your best matchup, but I think the other things. Mọi lời nói của bạn sẽ là bằng chứng trước tòa. Bạn có quyền im lặng. Now, Parting, he did go for the Nexus first, and Roro did scout it, and he was gonna make that spawning pull, but didn't quite do it. Ta có thể thấy rằng hiện nay thì cả ba mỏ của anh Zerg đều đặt xuống rồi và Swarming Pool cũng sắp sửa hoàn thành xong rồi. Parting was doing so useful that scout sometimes is Zerg. Xóa luôn, ui vãi xóa luôn kìa. Vâng, tôi nhìn thấy đã xóa tất cả mọi người. Thì kèo xóa tất cả mọi người. Vâng, các bạn đã thấy thú tính nhá. Đây, thú tính của tiếng tèo đấy ạ. Tôi ăn ban lại cho mọi người nhá. Ban lại cho mọi người. Rồi, ăn ban hết rồi đấy. Brennan has actually been listening to a tape recorder who, that says that every night over and over and over again while he sleeps for his entire life. Yeah, that's possible. T-I-L. There are some weird people out there, Cole. Could be me. Could be. Fun. Okay. Well, Forge goes up here, and that's oftentimes the first step towards doing a plus one immortal timing. Yeah. Now, let's see what he does next. Well, he's making sentry. Lộng hành vãi. That's also required in this push. Making gateways, you're gonna need some gateway units. We do oftentimes see sentry drops on this map, but they haven't really been too successful yet. We've seen a lot of failed sentry drops. I would say on this map. Ở lại được nữa. And look at this, Roro just blind putting down spore crawlers. Thinks Parting is actually gonna go for. Có quyền ăn ban cho các bạn. Well, let's find out. Hey thì ta quay trở lại với cả trận đấu thôi.
Bạn nào? Lê Diệu Linh 92, bạn ấy làm. Phân tâm nhiều quá. À, anh Can Roto đã có co co lở 3 mỏ rồi. Trong phát tình của ta thì đang chuẩn bị ăn mỏ 3. Đang nâng cấp công. Bao ra Senti và Pylon đặt loanh quanh ở đây để bảo kê mỏ cho mình. Đây là con Overlord và Overlord của cô đang đứng bay của phát tình để cao ạ. Gì đây? Tôi chưa biết nữa. Vậy tôi cũng mãi xem bạn Lê Diệu Linh nên tôi cũng không biết là anh patting có cái gì. Đây thì Huawei Sert đã hoàn thành xong cho patting rồi. 3 sentry được warp ở phía bên trong main bay để xử lý con Overlord này. Và ô đây rồi, nhìn nó nhìn thấy Fog rồi. Fog nhìn thấy ở phía bên trong rồi nhưng không sao. Nhìn thấy Fog đối với ở Protoss thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Tốt đang vua mỏ ở đây để có thể là khai thác mỏ 3 một cách tốt hơn. Tuy nhiên đang có 4-5 con Zerg Linh ở đây ạ. Massive Core, vâng này Massive Core được đưa ra rồi. Con Pop đã được micro thoát rồi. Ồ, không được, vẫn không thoát được. Giọt định lao ra. Vâng, Zilord cầm hai đôi Rồi thì Zerg của ta đã bắt đầu nâng cấp lên đời 2, tên là Le rồi. Zerg đặt trên cho mình nhà Rogue Raven để lên Rogue. Nâng cấp Speed cho Zerg Linh thì cũng thành 30-40% mà thôi. Zerg đã bắt đầu đặt xuống cho mình mỏ thứ 4 rồi. Sắp sửa hoàn thành mỏ, mới đặt xuống thôi. Thêm cùng với lúc đó là Zerg đặt thêm cho mình nhà Spy thưa bạn. Vâng, nhà Spy có thể là lên Muta. Muta Zerg Linh Rốt à? Vâng, một cặp sẽ là khá khó hiểu đây. Photo đang bắt đầu push lên với khá nhiều sentry ở đây. Photo đang có rất nhiều gate thưa bạn, rất nhiều gate cho mình. Tôi nhớ phải khoảng tầm 7-8 gate rồi. Anh ấy sẽ warp ra rất liên tục. Tuy nhiên hiện nay lượng tiền của Photo của ta không có nhiều. Không hiểu là anh ấy sẽ warp cái gì thưa bạn, với việc có nhiều sentry này thì tôi không hiểu anh ấy sẽ warp ra những cái gì nữa. Rất nhiều pylon được đặt như này thì không hiểu anh ấy định làm gì đây. Zerg Linh có mặt ở đây rồi. Vâng, Massive Core cần phải cẩn thận. Sentry cần phải cẩn thận. Ok, Stalker phía sau, hai Fox Fuel rồi nhưng mà không được rồi. Vâng, rất tiếc. Ôi, đây là Stalker đây rồi. Vâng, giờ Stalker nó mới lên đến nơi ạ. Cần phải bảo kê phía sau, cần phải bảo kê đàn Zilord ở phía sau. Không được rồi, hai con Zilord đã bị sâu ra rồi. Pylon ở phía sau có bảo kê nổi không đây? Proto đã warp rất nhiều Zerg Linh Zilord ở vị trí phía trên này. Quân đội của Proto đã put vào vị trí mỏ thứ 3 rồi. Mỏ thứ 3 khi mà Zerg đã lên ăn mỏ thứ 4 cho nên là Zerg của ta hầu như không có bất kỳ một cái gì cả. Vâng, Rốt ở vị trí phía sau Fox Field rồi. Quân đội của Proto đang phải rút ra phía sau để bảo kê Pylon cho mình. Một vị trí phải nói là quá thuận lợi hiện nay để có thể bảo kê được cả vị trí vừa tấn công này vừa phòng phòng ngự rồi. Hiện nay Zerg đã mất hack cherry rồi. Bảy một pha Fox Field, vâng, một Fox Field lại có tham warp nữa. Bắt được cả Zerg Linh, được cả Rốt ở vị trí phía trong này. Một pha tấn công của Patting quá hay. Vâng, một pha timing attack. Anh ấy giả vờ là đối phương là anh ấy sẽ ăn mỏ 3 để rớt đặt xuống mỏ thứ 4. Sau đó anh ấy tấn công luôn với rất nhiều sentry thưa bạn. Và bây giờ thì sao đây? Zerg Linh đang mặt ở đây. Protoss đang phải vừa bảo kê pylon vừa phải tấn công lên ở vị trí trên này. Vâng, Fox Field liên tục rồi. Rốt bị kẹt ở vị trí phía trên rồi. Rốt đang lao ra không ăn thua rồi. Khi những con Rốt nào đi qua được đứng ở phía trước Fox Field đều bị ăn đam thưa bạn. Tham hoa quá đẹp khiến cho Rốt đã phải rút ra vị trí phía sau không dám tấn công rồi. Fox Field đã vỡ rồi. Bây giờ con đội Protoss tiếp tục được đẩy lên vị trí phía trên này. Vâng, Fox Field tiếp quá đẹp rồi. Rốt và Rốt lại bị kẹt ở vị trí phía sau. Nhưng pha tấn công của Patting quá hay thưa bạn. Chúng ta thấy là Rốt ở phía sau cũng đã bị xử lý rồi. Nên rất may Rốt nó đã có Burrow, nó đã có độn thổ rồi cho nên nó đã thoát được pha tấn công rồi. Fox Field tiếp, ôi rồi ôi, quá hay luôn. Vâng, Rốt phải rút hết về vị trí phía trong rồi. Rốt đã lại phải độn thổ xuống rồi. Nhưng con Rốt ở phía sau lao lên thì cũng bị bắt thôi. Stalker rất đông ở đây rồi. Tiếp tục Rốt đang lao ra. Fox Field tiếp không? Còn Sentry vẫn còn Fox Field. Vâng, vẫn còn Fox Field, hai Fox Field nữa rồi. Ba Fox Field nữa rồi. Vâng, GG. Trận đấu quá hay của Patting thưa bạn. Và như vậy là cả Rain và cả Patting đều mang về 2 điểm số cho team của mình. Các anh Opa đánh quá hay. And that's Roro's first loss against Protoss this whole season. And